Tại Việt Nam tuần qua, hàng loạt các trường đại học đã công bố phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2021. Đáng chú ý là chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đã trở thành một trong những tiêu chí ưu tiên trong xét tuyển và xét tuyển thẳng của nhiều trường đại học trong mùa tuyển sinh năm nay. Nhiều trường đại học dự kiến là sẽ dành chỉ tiêu để tuyển thẳng nếu như thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS. Phải còn vài tháng nữa mới đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nhưng cả Thái Sơn và cô bạn Diệu Anh đã nắm chắc trong tay cơ hội vào các trường đại học top đầu khi sử dụng phương thức tuyển thẳng bằng chứng chỉ tiếng Anh. Cái sự thay đổi này nó đem đến cái tính đa dạng trong việc tuyển sinh, giúp cho bọn em là có nhiều cách hơn để vào được những ngôi trường mình mơ ước ạ. Ngay sau khi có kết quả IELTS, em cũng đã chuẩn bị luôn cho mình những kỹ năng để có thể bước vào môi trường đại học. Đến nay khoảng 30 trường đại học đã thông báo ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 4.0 đến 6.5 hoặc đưa chứng chỉ IELTS thành yếu tố trong các phương thức xét tuyển kết hợp. Tức là ngoài cái điều kiện ngoại ngữ thì nó còn các điều kiện về năng lực khác. Chính vì vậy mà cái cách xét của ngoại thương là kết hợp giữa chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và các điều kiện, có thể là điểm học bạ, cũng có thể là các chứng chỉ năng lực quốc tế. Chứng chỉ tiếng Anh không phải là điều kiện duy nhất. Chính vì thế, lo ngại bất công bằng xảy ra khi các trường ưu ái thí sinh giỏi tiếng Anh là không có cơ sở. Đến thời điểm này, khoảng 50% trong số 300 học sinh lớp 12 của trường Trung học Phổ thông Khoa học Giáo dục đã đủ điều kiện tuyển thẳng vào các trường đại học nhờ chứng chỉ ngoại ngữ. Theo đại diện nhà trường, đây là kết quả hoàn toàn xứng đáng với nhóm học sinh này. Chúng tôi cũng thấy rằng là những học sinh đó với các kết quả các học môn khác cũng rất là tốt, rất là toàn diện. Nếu các học sinh thi trung học phổ thông, tôi tin là cũng đủ khả năng tuyển vào được các trường. Dễ nhận thấy trong phương thức này, học sinh tại các đô thị đang nắm lợi thế. Tuy nhiên, nhìn vào bức tranh tổng thể của mùa tuyển sinh năm nay, thì lợi thế này không hề kéo theo nguy cơ bất bình đẳng với thí sinh các vùng nông thôn. Có trường chỉ lấy 10%, 20% thôi. Nên là cái tỷ lệ mà thi trung học phổ thông quốc gia tới điểm hiện tại là vẫn còn khá là lớn phần trăm. Thế nên các con kể cả những vùng ngoại thành, vùng sâu, vùng xa cũng chưa quá là lo lắng. Tôi không nghĩ là nó tạo ra sự bất bình đẳng. Vì thực ra cuối cùng xét tuyển chỉ tiêu vẫn, tổng chỉ tiêu vẫn là như vậy. Đấy, và chúng ta có kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tất cả các em đều được tạo điều kiện như nhau. Và các trường cũng dành một cái tỷ lệ nhất định để cho cái việc đó. Mặc dù mới dành tỷ lệ nhỏ trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh, nhưng xu hướng ưu tiên thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ đang được các trường trung học phổ thông kỳ vọng là động lực để cải thiện thực tế dạy và học tiếng Anh. Thay vì phụ thuộc vào sách giáo khoa hay chờ đợi các đề thi minh họa tốt nghiệp, thì giờ đây các nhà trường phải chủ động để hoàn thiện toàn diện 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cho học sinh.